Famula là một trong những thương hiệu đồng hồ cao cấp hàng đầu thế giới, nổi tiếng với những thiết kế tinh xảo và độc đáo. Trong số những bộ sưu tập nổi bật của Famula, dòng sản phẩm Vagus V41 Satin Black Diamond được xem là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Đây là mẫu đồng hồ không chỉ dành cho những quý ông yêu thích sự sang trọng, mà còn dành cho những ai đam mê những giá trị tinh túy của nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ. Với thiết kế đẳng cấp và các tính năng ưu việt, mẫu đồng hồ này chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý ông khó tính nhất. Mặt số của Famula Vagus V41 Satin Black Diamond có kích thước 41mm, phù hợp với cổ tay của các quý ông. Điểm nhấn đặc biệt là những chữ số Ả Rập nạm kim cương mềm mại trên nền đen, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Điều này không chỉ tăng thêm phần mạnh mẽ, huyền bí, mà còn giúp chiếc đồng hồ dễ dàng nổi bật trong mọi hoàn cảnh. Khả năng dự trữ năng lượng lên đến 42 giờ, điều này đảm bảo rằng chiếc đồng hồ của bạn sẽ hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian dài mà không cần phải lên dây cót thường xuyên. Với bộ máy automatic, đồng hồ không chỉ hoạt động chính xác mà còn thể hiện sự bền bỉ vượt trội. Chiếc đồng hồ này có khả năng kháng nước ở độ sâu 30m, giúp bảo vệ đồng hồ khỏi tác động của nước, cho phép người đeo yên tâm sử dụng trong các hoạt động hàng ngày, thậm chí trong điều kiện ẩm ướt hay mưa nhẹ. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.